Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, các khu di tích lịch sử luôn là những điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình của Trại hè Việt Nam hàng năm. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 7, hơn 120 trại sinh đã có cơ hội tham quan và tìm hiểu về nguồn cội của mình tại khu di tích lịch sử Đền Hùng và cố đô Hoa Lư. Các kiều bào trẻ đã tìm nhiều cách để ghi nhớ và lan tỏa lịch sử văn hóa của dân tộc. Đoàn kiều bào trẻ đến Đền Hùng dưới cái nắng oi của những ngày hè tháng 7, leo những bậc thang dốc đứng. Nóng, mệt là điều khó tránh, nhưng tất cả đều có mặt đầy đủ để thực hiện nghi thức dâng hương, báo công ở cả ba đền hạ, trung và thượng. Những chiếc quạt giấy nhiều màu sắc vừa để xua đi cái nóng, vừa để các thanh niên kiều bào mua về với một ý nghĩa đặc biệt. Khi đến Đền Hùng, em đã biết được đây là nơi thờ của những vị vua đầu tiên của Việt Nam. Và chúng em phải biết ơn và em mua những cái quạt này vì có những cái câu thơ rất là hay và rất là ý nghĩa. Cái quạt này nhắc em nhớ đến ngày giỗ của vua Hùng Vương ạ. Cha mẹ nhận nước rồi bảo tố để cho con mãi mãi bình yên. Em thấy chất lượng nó rất là tốt và bên đó là mấy cái quạt đó rất là hiếm. Em sẽ mang qua bên kia tại nó rất là đặc biệt, nó nếu như em nhớ nhà thì em đọc cái đó. Với lại mấy câu đó rất có ý nghĩa, khiến em yêu nước hơn. Tràng An là nơi Hưng Thịnh đã chờ đợi được ghé thăm từ lâu. Yêu thích nhiếp ảnh, chàng trai đang sống và học tập tại Bulgaria đã không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào khi đi thuyền trên sông Giào Khê. Em đang đi chụp rất là nhiều nơi trên châu Âu rồi ạ. Nhưng mà hôm nay đến Tràng An thì cái phong cảnh ở Tràng An nó rất là làm em bất ngờ. Và qua những lời kể của những người lái đò ở đấy, họ nói tiếng Anh rất là tốt và em đã có thể biết được là những câu chuyện về Tràng An. Và nhờ những câu chuyện của những người lái đò thì em sẽ đăng tải những cái bức ảnh ấy lên mạng xã hội của em và chia sẻ cho những người bạn ở nước ngoài của em biết. Đang theo học ngành thiết kế nội thất ở Ba Lan nên những kiến trúc cổ kính ở cố đô Hoa Lư đã gây ấn tượng mạnh với Hải My. Nhân cơ hội này, My đã nhanh chóng ký họa lại khung cảnh hữu tình nơi đây. Em thấy là chỗ kiến trúc ở đây rất là cổ kính và nó được xây khoảng 400 năm trước. Thì em hôm nay muốn vẽ cái đền này. Em cũng muốn cho các bạn em xem, các bạn ở Ba Lan xem về cái đền cổ kính này, lâu đời này. Mỗi lần em nhìn cái quạt này em sẽ nhớ đến gốc của em. Những người trẻ dù không sinh ra ở Việt Nam, nhưng mỗi người một cách. Họ đang giữ những ký ức về nguồn cội sống mãi trong trái tim mình.